Xin chào các bạn LMV. Hôm nay mình sẽ đưa hai con lens đều có cái tiêu cự là 50mm, một số thông số giống như nhau. Đó chính là Sony Cell 50mm f1.8 và Sony FE 50mm f1.8 nhé. Tuy có cùng thông số về khẩu độ tiêu cự, tuy nhiên là cái điểm khác biệt nhất giữa hai con lens này là một lens dành cho body crop và một lens dành cho body full frame. Và quả thật nếu mà để hai con lens này trên cùng một body crop và chụp ra hàng loạt ảnh thì nhìn lướt qua chúng ta khó có thể phân biệt được ảnh nào của lens nào. Và ở cuối video mình sẽ so sánh chi tiết ảnh chụp của hai con lens này nhé, để xem con lens nào là con lens nét hơn. Đầu tiên sẽ là ngoại hình. Mình sẽ gọi ngắn gọn cái con lens Cell 50mm f1.8 này là 50E và con lens FE 50mm f1.8 này là 50FE nhé, để cho ngắn gọn và dễ phân biệt. Dĩ nhiên rồi, khác biệt lớn nhất về mặt kỹ thuật thì là lens Cell 50E này là dành cho body crop và 50FE là dành cho body full frame. Tuy nhiên cả hai lens này cho lên body crop nó đều ra giải tiêu cự là 50mm. Như các bạn thấy ở đây thì cái lens 50E này nó có cái ngoại hình bé hơn so với lens 50FE và cái đường kính của 50E 6,2cm trong khi của 50FE nó là 6,9cm. Tuy nhiên thì cả hai lens này đều dùng cái filter 49mm nhé. Cả hai đều dùng filter 49mm. Phần chiều dài thì cả hai lens có chiều dài tương đương nhau nhé. Tuy nhiên khi lắp cái lens hút này vào thì cái lens E50 này nó dài hơn so với lens FE50. Phần mặt kính phía trước thì lens Cell E50 lớn hơn so với lens FE50. Phần thiết kế phía sau lens Cell 50 này nó dành cho body crop, cho nên là cái phần đằng sau của nó nhỏ hơn so với FE50 nhé. Tuy nhiên cả hai lens này đều là lens cầm E và cả hai lens này đều có thể lắp được trên body full frame và crop của Sony. Hai lens đều có những cái kết nối với motor lấy nét ở bên trong thân lens. Cả hai lens đều là lens IF nhé, tự động lấy nét. Cho cấu tạo phình lên ở phía bên trên, phần dưới nó thuôn này và nó phình lên phía bên trên nên là Cell FE50 nhìn nó to hơn so với E50. Tuy nhiên về trọng lượng thì lens Sony Cell 50 có trọng lượng nặng hơn. Cái vòng lấy nét thì mình đánh giá cái FE50 này nó có cái vòng lấy nét rất là mềm và mượt, trong khi E50 này nó lấy nét so với mình là cũng ổn, tuy nhiên là nó hơi cứng hơn một chút so với FE50, nó rất là mềm. Cả hai lens đều rất là nhỏ nhẹ để quay chụp chân dung khi đi du lịch. Thứ hai, chúng ta sẽ xét về cái độ lấy nét và khả năng lấy nét. Với cái firmware cũ của con E50 này thì cái độ lấy nét của hai con lens này không quá nhanh nhưng mà khá chính xác. Tuy nhiên với cái con lens E50 này nó update lên cái firmware 2. Cái firmware cũ là firmware version 01 ấy. Và firmware mới là cái firmware version 02 nó update lên ấy. Thì khả năng lấy nét của con lens E50 này nó nhanh hơn so với FE50. Và có một điều khá là khác biệt và đặc biệt giữa hai con lens này là con lens FE, khi chúng ta bật máy lên thì cái vòng lấy nét của nó sẽ lòi ra một đoạn. Và khi quá trình lấy nét nó sẽ thò ra thụt vào, các cái motor lấy nét nó sẽ hoạt động như vậy. Tuy nhiên với con lens E này thì toàn bộ hệ thống lấy nét nó ổn định nằm bên trong thân lens. Thế cho nên khi lấy nét thì lens sẽ hoàn toàn ổn định ở bên trong và không có một chi tiết nào thò ra ngoài cả. Với lens FE này khi lấy nét khá là ổn, bạn có thể nghe âm thanh nó ở đây. Tuy nhiên với lens E50 này thì nó lấy nét khá là êm, nó vẫn có những cái tiếng tạch tạch nhỏ nhỏ ấy. Nếu mà bạn ở trong một cái phòng thu hoặc là ở một môi trường yên tĩnh, bạn có thể nghe thấy những cái tiếng tạch tạch từ bên trong thân lens. Tuy nhiên nếu mà ở ngoài hiện trường mình quay khá là nhiều ấy, thì con lens E50 này những cái tiếng kêu của nó không hề ảnh hưởng đến cái chất lượng quay, cũng không thu vào cái mic của chúng ta. Thứ ba về khả năng chống rung thì lens E50 này nó mang cái khả năng chống rung khoang học OSS, Optical Steady Shot, có nghĩa là nó sẽ là chống rung ổn định quang học. Trong quá trình quay bằng tay mà không có gimbal nó sẽ chống rung rất là tốt, trong khi Sony FE này thì nó không có khả năng chống rung. Đây, khi mình chuyển sang cái lens FE50 này cũng một shot quay tương tự, quay lướt từ dưới lên, bạn có thể thấy cái sự rung lắc. Những cái lens không có chống rung thì khi quay đều như vậy thôi, lướt bất cứ cú nào nó cũng để lại rất là nhiều cái chấn động, kể cả khi chúng ta giữ nguyên như thế này một vị trí này, quay một điểm này thì nó vẫn có một cái sự rung lắc nhất định. Đây là một cái đoạn video mình quay handheld bằng cái lens Cell 50E có khả năng chống rung quang học ấy. Khi mình quay bằng tay như bạn thấy cái đoạn video nó rất là ổn định. Và dĩ nhiên rồi khi quay những cái shot đứng im thì shot quay nó cũng có một sự rung rinh nhất định, nhưng mà tổng thể thì nó rất ổn định. Khác biệt tiếp theo là về khoảng cách lấy nét. Với Sony FE 50 f1.8 này thì khoảng cách lấy nét tối thiểu của nó là 0,45m, trong khi Sony E khoảng cách tối thiểu của nó là 0,39m. Điều này có nghĩa là khi chúng ta chụp những cái shot close up, những cái shot ở gần ấy, ví dụ như cái shot mình chụp cái đồng hồ của mình đây, thì Sony E50 này nó sẽ cho shot nó gần hơn và cái ảnh nó lên sẽ thú vị hơn. Thứ năm là về giá. Giá ở đây thì mình thấy có một sự ngáo không hề nhẹ về giá. Cái con lens
50 này năm ngoái, đúng giờ này năm ngoái mình mua nó 4.2 triệu. Tuy nhiên đến thời điểm này thì giá nó tăng lên 5.980.000. Mình cũng không hiểu tại sao giá lens lại tăng lên như vậy. Có thể khi mình trữ lens này mình mua nhiều về mình để theo có khi còn lãi hơn cả ngân hàng ấy. Và cái lens FE50 này thì giá trị hiện tại của nó là 5.150.000. Và bây giờ mình sẽ vào phần so sánh hình ảnh chi tiết giữa hai con lens này nhé. Trong một vài bức ảnh mình mới đi chụp hôm trước bằng hai con lens này cùng chụp một khung giống nhau trên tripod nhé. Chúng ta sẽ cùng check xem chất lượng của con lens nào tốt hơn nhé. Và đến phần so sánh hình ảnh, mình sẽ so sánh 3 cặp ảnh khác nhau nhé. Chân zoom, một chút phong cảnh và một chút chụp cây với nền trời để xem cái độ viền tím của nó như thế nào nhé. Đầu tiên thì mình sẽ vào cặp ảnh chân dung. Đây là bức ảnh chân dung mà mình mới chụp. Nếu các bạn để ý ấy, thì cái phần lens FE50 này nó có một cái độ ngả vàng này. E50 thì nhìn tông màu nó sẽ lạnh hơn một chút. Về phần trung tâm ảnh thì nhìn thoáng qua thì hai lens có độ nét tương đương. Tuy nhiên nhìn vào chi tiết ở tóc này, các bạn có thể thấy là lens Sony E50 này nó nét hơn. Nhìn các cái sợi tóc này nó có chi tiết nhiều hơn này. Về cái viền tím như chúng ta xem ở đây thì lens FE50 này ở đây nó cũng có viền tím nhiều hơn này, trong khi E50 nó khử viền tím rất tốt ở cái phần trung tâm ở đây này. Chúng ta sẽ ra phần rìa của ảnh này. Ở phần rìa của ảnh này thì lens E50 như các bạn thấy các chi tiết cành cây này vẫn giữ rất là nhiều chi tiết, bởi vì cái phần bề mặt này nhá, cái phần bề mặt này này nó vẫn là phần lấy nét trong cái vùng ngang với khuôn mặt của mình này. Cho nên là những cái phần song song với cái bề mặt này nó vẫn lấy nét được. Và như mình thấy thì lens E50 nó nét hơn. Các bạn thấy những chi tiết này vẫn đang giữ lại này. Lên góc phía trên bên phải. Đây, như E50 nó vẫn giữ lại được chi tiết phần nào đấy. Về cái bokeh thì theo mình đánh giá thì bokeh của E50 nó có vẻ mịn hơn. Còn FE50 nó có một cái chi tiết ở trong cái phần bokeh này. Các bạn có thể thấy những cái bông tròn tròn này, những cái bokeh tròn này khá là đẹp. Mình khá là thích cái bokeh ở cái lens FE50 này. Chúng ta sẽ sang cặp ảnh thứ hai nhé. Về cặp ảnh thứ hai này thì là mình chụp một cành cây phượng chĩa lên bầu trời luôn, để mình xem cái viền tím của nó sẽ như thế nào ở hai con lens này. Chúng ta sẽ vào trung tâm này. Ở trung tâm ảnh thì các chi tiết của hai lens khá là tương đồng. Tuy nhiên trong cái tình huống này con FE50 nó nhỉnh hơn một chút. Bây giờ chúng ta sẽ lùi ra phần viền nhé. Viền phía dưới bên phải này. Đây ở phần phía dưới bên phải thì chúng ta có thể thấy này. Phần cành cây này được lens E50 nó lấy được nhiều chi tiết hơn này, nó nét hơn này. Lên trên một chút. Lên trên một chút đấy, như các bạn có thể thấy sự khác biệt rõ rệt luôn. Là con FE50 này nó bị mờ hơn so với E50. E50 ở khung viền này rất là nét. Bức ảnh này thì mình chụp ở khẩu 5, tốc độ màn chập là 1/160 giây và ISO của nó là 100. Thì như các bạn thấy phần chi tiết ở phần viền ở E50 nó giữ lại rất là tốt, rất là nét này. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt luôn ở E50, rất là nét này. Chúng ta sẽ xem xử lý viền tím ở hai lens này như thế nào nhé. Đây là một bức ảnh có khá là nhiều độ tương phản đấy. Trong bức ảnh này thì mình lại thấy lens FE50 nó xử lý viền tím tốt hơn ở những cái cành phượng này. Như các bạn có thể thấy này, bên E50 những cái viền tím này nó xuất hiện khá là nhiều ở trên những cái cành này. Trong khi bên lại xử lý khá là tốt viền tím. Nhất là cái đoạn này các bạn có thể thấy này, một loạt viền tím ở đây luôn. Trong khi ở bên FE50 này, những cái viền tím rất là ít. Giờ chúng ta sẽ đi đến cặp ảnh thứ ba nhé. Như các bạn có thể thấy thì đây, như FE50 màu nó vẫn có một cái chút ngả vàng hơn so với E50 này. Màu nó hơi ngả vàng, hơi ấm hơn, còn E50 nhìn nó lạnh hơn. Phía trung tâm ảnh này thì độ nét khá là tương đồng. Bức ảnh này thì mình chụp với khẩu 6.3, tốc độ màn chập 1/100 giây, ISO 100. Chi tiết lên khá là nét ở cả hai lens ở phần trung tâm.
ta sẽ lên phần rìa phía bên này nhá. Rìa phía trên bên trái. Trong tình huống này mình cảm thấy hai lens khá là tương đồng với chất lượng. Độ nét ở bên E50 đây, ở phần chi tiết lá này các bạn có thể thấy nó nhỉnh hơn này. Bên E50 nó nét hơn so với lens FE50. Tuy nhiên là nó không quá lớn. Để ý kỹ chúng ta mới thấy được bên E50 này nó nét hơn này. Phía dưới bên trái nha, chúng ta sẽ xuống góc phía dưới bên trái xem có gì không này. Ở phía dưới bên trái này thì mình thấy cái phần hình ảnh của nó rất là tương đương và rất là khó đoán. Rất là khó để đánh giá xem lens nào hơn, nhưng mà với ý kiến cá nhân của mình thì mình vẫn đánh giá là cell 50 nét hơn một chút. Có lẽ là 99 và 100. Mình sẽ ra khóc dưới bên phải. Đây, các dưới bên phải các bạn có thể thấy rõ cái độ khác biệt. Ở cái phần mái nhà này, cái phần gạch ở dưới mái nhà, cái phần viền của mái nhà này này. Ở lên E50 này nó để lại rất nhiều chi tiết, rất là sắc nét này. Trong khi FE50 nó có vẻ mềm hơn này. Bạn có thể nhìn thấy cái độ mềm của ảnh và nó mờ hơn. Nó mờ hơn so với lens E50. Cho thấy là lens E50, lens crop hoạt động trên body crop có vẻ ổn hơn so với lens FE50 vốn dành cho full frame. Chúng ta có thể thấy được cái sự tương thích của lens và body nó như thế nào. Lens crop thì nó sẽ nét hơn trên body crop. Qua cái bài test vừa rồi thì như các bạn thấy ở trung tâm của ảnh nhá, cell 50E này nó nét hơn một chút so với FE50. Có lẽ là mình sẽ đánh giá 19, 10, con lens này 10 và con lens này 9. Tuy nhiên là phần rìa ngoài thì các bạn có thể thấy là lens 50E này nó vượt trội hơn ảnh. Còn trên FE50 này cái phần rìa của ảnh ấy, những chi tiết nó mờ hơn, có lẽ là 7 trên 10 so với con lens này. Lời khuyên của mình, nếu các bạn có hai cái body máy, một crop và một full frame, ví dụ như các bạn dùng A6000, 6003, 6005 và các bạn dùng thêm A72 hoặc A73 ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái lens FE50mm f1.8 này. Bởi vì khi đi chụp ảnh hoặc là khi làm bất cứ những cái việc gì, chúng ta đều có thể là dùng một cái lens này cho hai body và nó đều hoạt động rất tốt trên hai body. Nếu các bạn chỉ dùng body crop, ví dụ như A6000, A6003, 6005 ấy, thì cái lens cell 50E này nó sẽ thích hợp hơn, bởi vì chất lượng ảnh nó ra tốt hơn và nét hơn so với con lens FE50 này. Con lens E50 này hoàn toàn có thể gắn lên body của A73 hoặc là A72 nhé. Tuy nhiên khi cho vào thì nó sẽ bị tối ở góc. Chúng ta sẽ phải bật chế độ crop ở trên body A73 và lúc đấy cái góc nhìn trên A73 nó sẽ là 75mm và chất lượng hình ảnh nó sẽ giảm thiểu xuống. Có một điểm nữa là nếu các bạn hay quay phim ấy thì sử dụng cái con lens cell 50 này nó tốt khi chúng ta quay B-roll, quay một số cú handheld. Khi các bạn quay handheld, quay tay bằng máy A6003 hoặc A6000 không có chống rung ấy, hoặc A6004 thì cell 50 rất là tốt. Mình thực tế mình nó quay bằng tay rất nhiều. Tuy nhiên con lens FE này thì nó không có khả năng chống rung, cho nên khi quay nó sẽ bị rung lắc rất là nhiều. Trong quay phim thì chống rung nó là một cái rất là quan trọng để chúng ta cân nhắc khi mua thiết bị cũng như khi mua lens. Nếu mà chúng ta chuyên về quay phim, đặc biệt là quay tay, thì những cái lens chống rung hoặc những cái body máy chống rung sẽ là những cái yếu tố mà chúng ta không thể bỏ qua khi cân nhắc để lựa chọn. Vừa rồi là cái bài so sánh của mình về hai cái con lens Sony được khá là nhiều người sử dụng và ưa chuộng. Nếu các bạn quan tâm nhiều hơn về cái đánh giá của con lens cell E50 này thì mình có một cái video đã làm rồi, cả quay cả chụp, mình có một cái đánh giá rất là sâu về con lens này. Mình để cái đường link ở trên này cho các bạn có thể check. Và cái con lens cell FE50 này thì mình vừa làm một cái quảng cáo cho Win Fitness. Mình làm một cái demo ấy về cái chất lượng hình ảnh trên con lens này, mình cũng có làm và để trên kênh của mình nhé. Các bạn có thể kiểm tra trên đấy. Và nếu các bạn cảm thấy cái video này hữu ích, đừng quên like và ấn vào nút đăng ký ở phía bên dưới nhé, để có thể xem thêm những cái video review về lens, đồ quay phim hoặc là những hướng dẫn về dựng phim video ở trên kênh YouTube của mình nhé.